Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 thì cửa hàng Xuất Đỉnh đã tiếp tục nên cho các bác những cái bộ loa âm ly hàng bãi tuyển chọn đến từ Nhật Bản rất là đẹp. Đấy. Do cái địa hình hay còn gọi là cửa hàng của Xuất Đỉnh thì nó không quá to, thì Xuất Đỉnh bán tại nhà. Cho nên hôm nay thì Xuất Đỉnh sẽ lên cho các bác xem nào, 3 cái âm ly và 2 cặp loa. Thì phía trước này thì có một cặp loa Sony Bass 30, một chiếc âm ly Technic V7 và một chiếc âm ly Dalong 390 45 mã. Còn ở phía đằng sau thì có một cặp loa Trio LS 303, hàng tuyển chọn về đẹp xuất sắc và đẹp theo đúng tiêu chí là hàng bãi mộc mạc nguyên zin. Từ những cái kiềng loa còn rất là mới. Thực sự là đây là một cái cặp loa có thể nói là mới nhất từ những cái lúc mà Xuất Đỉnh bán về những cặp loa Trio LS 303. Và Xuất Đỉnh thì đang phối ghép cho bác một chiếc âm ly Dalong PMA 950, hàng khủng chạy 8 xoá than Saken. Máy rất là gấu thì Xuất Đỉnh cũng đã mở nội thất sẵn ra đây rồi. Đây là tuyến tổng quan về loa âm ly. Thì Xuất Đỉnh sẽ đi chi tiết cũng như báo giá cho các bác từng sản phẩm. Tất nhiên thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác cũng như tùy theo túi tiền của mình. Thì tất cả những sản phẩm mà Xuất Đỉnh thường bán cho các bác là những sản phẩm mang đúng tiêu chí là hàng bãi, ngon, bổ rẻ cũng như phối ghép để ra được cái chất lượng âm thanh tốt nhất so với cái tầm tiền các bác bỏ ra. Thì ngay bây giờ Xuất Đỉnh sẽ đi chi tiết từng sản phẩm luôn. Tôi mong các bác là xem video và muốn mua sản phẩm nào thì các bác để ý kỹ, Xuất Đỉnh có tả chi tiết cũng như báo giá trực tiếp luôn chứ không úp mở gì về giá cả. Đấy. Đầu tiên thì trước màn hình của quý vị thì Xuân Đình sẽ quay cho quý vị là cái cặp loa của hãng Sony, model của nó là 577. Cặp này thì thiết kế chiều cao của loa là 73, chiều ngang 38 và chiều sâu là 30. Loa 3 đường tiếng, bass của nó là bass 30 xương đúc gân cao su màng giấy. Một chung 16 gân cao su màng giấy và một tép điện. Đây, quay thật gần các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Đây là tép điện, một chung, một tép. Chung này thì để cái ra cái chung âm nó rất là chi tiết và rõ ràng vì chung nó rất là to. Bass 30 các bác nhé. Loa nguyên zin tuyệt đối, căng cước còn đầy đủ luôn này. Đấy. Còn về hình thức của loa thì còn khá là đẹp. Gân màng, tuyến loa, thùng loa, góc cạnh. Tất nhiên thì nó vẫn là hàng cũ, là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh, cho nên là nó cũng có chảy xước theo năm tháng một chút, nhưng tổng quan thì loa rất là đẹp. Bass 30, để so sánh với những cái cấu hình Bass 30 thì đây là một cái cặp loa rất là ngon cho các bác, gọi là hàng bình dân. Bass 30, cả Xuất Đỉnh đã bán cặp Sony 577 này chỉ có mức giá là 6.500.000 đồng, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Có một cái tinh chỉnh loa tép này, tép điện này, có tinh chỉnh ở phía trước này. Đấy. Sony 577 các bác nhé. Có mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Đằng trước, đằng sau, góc cạnh thùng còn rất là đẹp. Này, quay cho các bác xem luôn. Sau này thì nó có trở kháng là 8 ohm, công suất maximum là 120W một loa. Góc cạnh thùng loa. Cái này là cái băng dính, họ dính vào khi lột ra thì nó có cái vết này, chứ nó không bị bẻ thở. Đấy. Cả hai chiếc đều như vậy. Đây là cái thông số của cặp loa, các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Năm nay thì series liền kề, chiếc bên này là 133, chiếc bên cạnh là 134. Trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 120W một loa. Sony SS577, Bass 30, mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Hình thức thì rất là đẹp, tuyến loa, gân màng, thùng rất là đều. Đấy, mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Còn ở phía bên trên thì Xuất Đỉnh có để hai chiếc âm ly, đó là dòng Dalong 390 45 mã huyền thoại. Mặt của nó là mặt phay nhôm màu vàng chanh, hàng về Xuất Đỉnh cũng chưa có vệ sinh gì cả, nhưng các bác có thể thấy rõ mặt tiền nó phải đẹp long lanh như này, không có bị chảy xước gì cả. Đây nó gọi là mặt tiền, nó chỉ dính gọi là bụi bẩn theo năm tháng thôi, còn khi giao cho các bác thì sẽ vệ sinh sạch sẽ và kỹ càng. Hôm nay có công suất là 135W, có chỉnh bát tép, có loa AB trở kháng từ 4 ohm, có nâu nớt, ba lăng, volume. Khi các bác ấn direct thì bát check sẽ không có tác dụng nữa.
nên các bác nếu không sử dụng thì nhả nó ra rồi direct đánh mộc. Bên trên này là các đường vào như các cổng như CD, tuner, AUX, phono dành cho đĩa than. Khi các bác sử dụng cổng nào thì bác để ý đèn nó sẽ sáng ở cổng đấy. Size của nó là size 43, điện 100V. Sau này thì cũng có cái đường Prius cho các làm rè qua thiết bị khác rất là tuyệt vời. Dòng này gọi là dòng huyền thoại. Phối ghép tốt những dòng loa Bookshell, những dòng loa Nhật Bass 20, 25 hoặc những dòng loa JBL hay những dòng loa Bose ghép vào những dòng âm ly đời đông 390, 45 mã này thì chất âm rất là tuyệt vời. Cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán mức giá chỉ có 4.500.000 đồng. Giá cực kỳ là tốt cho một chiếc âm ly đời đông 390, 45 mã. Hàng bãi đẹp xuất sắc. Điện 100V. Còn ở phía bên dưới là Technic V7. Thì chiếc này nó cũng giống như cái video của Trương ngày hôm nay Xuân Đỉnh có đăng. Thì nó giống như Technic V7A. Nhưng nó có một cái điểm khác biệt. Đó là dòng V7 này thì nó sẽ đánh được cầu loa A, B và A cộng B. Tức là 4 loa một lúc. Công suất nó khỏe hơn. Công suất của nó là 140W. Đấy, cũng có chỉnh 3 tép đầy đủ trên máy. Khi các bác ấn cần to này, 3 tép mới có tác dụng. Đấy, đèn nó sẽ sáng. Thì 3 tép mới có tác dụng. Có nó lớt bên này. Thì ba cái trên này thì các bác chỉ cần để ý kỹ mỗi cái cuối cùng. Input là đường vào. Đấy, mỗi cái này thôi. Đấy, là các cổng vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài này. Đấy, phono vẫn là dành cho đĩa than, tuner AUX, tâm 1, tâm 2, 4 đường vào chính. Dưới là ba lăng, bên này là volume. Cái này dành cho phono, là dành cho đĩa than. Cũng là size 43, mặt phai nhôm màu trắng, đẹp xuất sắc. Có mức giá là 3.800.000 đồng. Công suất là 140W. Thì đây mình sẽ quay cả hai chiếc cho bác luôn. Hình thức thì rất là đẹp này. Đàn ông 390 này. Cầu loa, điện 100V này. Công suất 135W này. Đấy. Chiếc Technic Su V7 này thì nó là 140W này. Đấy, loa này nó đều có trở kháng từ 4 ohm hết. Khi các bác nhét dây loa vào phía bên trong, các bác khóa ngang nó lại như này. Đấy, thì đây nó sẽ khóa lại. Đấy là cách thức để sử dụng giống như là một cái Technic. Tiếng rất là tốt. Trong này thì đánh loa ngang ngố S90D hoặc những dòng loa Nhật Bass 2530. Hoặc dòng đặc biệt là các bác có thể ghép cái dòng Technic này với những dòng loa Diatone Bass 32 đánh cực kỳ là hay. Đấy, Xuân Đỉnh cũng trưa nay mới bán cho các bác để về ghép một bộ karaoke với cặp loa Diatone 40C Bass 33 luôn mà đánh căng đét. Mức giá thì khá là mềm. Technic V7 này có mức giá là 3.800.000, còn đời đông 390 có mức giá là 4.500.000 đồng các bác nhé. Còn ở phía đằng sau thì Xuân Đỉnh vẫn tiếp tục cho giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm. Phía sau này thì nó là phân khúc nó khủng hơn một chút. Đấy, một cơ cặp loa Chio LS303. Thì cặp này thì các bác có thể đánh giá qua từ hình thức cho đến tuyến loa. Thì thứ nhất là Xuân Đỉnh chỉ rõ cho các bác. Cặp này thì thiết kế là loa Bass 33. Đấy, rất là khủng. Toàn bộ cái mặt phay này thì các bác có thể nhìn thấy rõ này. Nó cực kỳ là mới. Đây không phải là Xuân Đỉnh đánh kiềng lại. Tại vì cái đó là phay nhôm xước xích ngang, cho nên là dù các bác có dùng cái máy mài kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lấy được cái vạch ngang này, vì mài thì nó sẽ là tròn một vòng. Cái vết xước này đây là vết xước zin của máy luôn, của loa. Đấy, các bác lưu ý kỹ nhé. Hiếm có cặp nào mà đẹp như này. Đấy, cái kiềng loa này và thấy rõ luôn, kể cả kiềng loa tép này. Đấy, loa ba đường tiếng Bass 33. Cặp này thì cách đây cũng mấy hôm Xuân Đỉnh có bán một cặp, nhưng mà tổng thể thì nó không thể đẹp bằng cặp này, vì cặp này nó là gần như là mới rồi. Nhưng tất nhiên thì nó vẫn là đồ cũ, thì Xuân Đỉnh cũng quay tổng quan cho các bác một vòng góc cạnh đằng trước đằng sau. Chung là nó cũng có sức sát, tại vì cặp loa này thì tuổi đời của nó cũng trên 40 năm rồi, không ít những vết gọi là xước nhỏ này. Nhưng đây là cặp loa gọi là mộc mạc, không có tốt tát spa gì cả. Chiếc bên này thì có số series là 359 các bác nhé. Căng cước cũng vậy này, đẹp keng sò ben. Và nó có một cái tem trên cái căng, nó là một cái miếng nhôm có chữ Chio này, rất là đặc biệt. Đấy, đây là tuyến loa. Từ những cái phần màng thì các bác cũng có thể nhìn thấy rõ là màng vẫn rất là đẹp. Không có chảy xước, không có bám bụi. Gân của nó cũng là gân zin luôn, gân mút mềm. Cặp loa này thì thiết kế là loa ba đường tiếng Bass 33, một chung giấy, một tép giấy, loa có hai lỗ thông hơi, hai tinh chỉnh. Đấy.
Dòng này thì kích thước chiều cao của loa là 66, chiều ngang 38 và chiều sâu là 31. Toàn bộ góc cạnh thùng nặng gỗ rất là đẹp. Đây là chiếc loa còn lại. Cặp này thì rất là long lanh. Hôm trước bác nào mà chốt trượt cái cặp kia rồi thì hôm nay cặp này đẹp hơn, thì các bác cứ điện thoại trực tiếp cho Xuân Đình. Đấy, quá xuất sắc luôn. Kiềng loa này, các bác cứ để ý những cái kiềng loa mà để nói về tìm được những cặp đẹp mà không có sập ba, không có sơn xì tốt táp mà đẹp như này thì cực kỳ là ít luôn. Cặp hôm trước nó vẫn còn có rôn nhưng cặp này thì không có một tí nào. Góc cạnh thùng tiến loa, góc cạnh thùng thì nó cũng có xấu, nói cho mấy các bác là nó có xấu vì do vận chuyển thôi. Đấy. Chiếc bên này thì có số seri là 394. Đấy. Hôm nay thì nó có trở kháng là 8 ohm. Công suất của nó là 90W một loa. Chơi tốt những diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông. Cặp này các bác nghe nhạc cũng như hát hò karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Đây là cái căng. Căng cước quá xuất sắc. Cặp này thì hàng này là hàng tuyển, cũng như cái mức giá thì Xuân Đình nói rõ với các bác là tiền nào của đấy, và nó quá xuất sắc nên Xuân Đình nhập vào cao hơn một chút. Nhưng ngược lại thì cũng muốn bán cho các bác để các bác có sưu tầm được những cặp loa nó đẹp theo tiêu chí mộc mạc nguyên zin tuyệt đối. Còn Xuân Đình đang bán cặp Chio LS303 với mức giá là 10.500.000. Ở cái cửa tiền 10.500.000 mà so sánh với những dòng Onkyo hay những dòng đây khủng nhất thì là Onkyo, thì chắc chắn với các bác là chưa có cái cặp loa Onkyo nào để với cái tầm tiền này để so sánh với cặp Chio LS303 này các bác nhé. Hai lỗ thông hơi, bát 33, xương đúc một chung, một tép giấy, hai tinh chỉnh chung tép, có mức giá là 10.500.000. Loa nguyên zin tuyệt đối và đẹp mộc mạc luôn. Cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác, đó là một chiếc âm ly của hãng Đà Đông. Model của nó là PMA950. Thì thỉnh thoảng nó mới về được một chiếc chứ không có nhiều. Đây là cái phần hồi gỗ của nó, thì Xuân Đình cũng mở nó ra luôn để cho các bác có thể nhìn thấy nội thất bên trong của chiếc âm ly. Thứ nhất là về cái cách thức sử dụng thì chiếc âm ly này nó rất là đơn giản. Nó sử dụng mạch class A, khi đánh càng nóng thì tiếng nó sẽ càng hay. Đấy. Tên của nó là Đà Lông PMA950. Dòng này thì nó chỉ sau mỗi 970 là đời cao nhất của những dòng 3 số như này. Đây là những dòng âm ly cổ của hãng Đà Lông. Nhưng ngược lại thì nó lại mang một cái cấu hình rất là khủng, là chạy 8 trò xa ken 2 vít. Thì đây các bác có thể nhìn thấy rõ này. Bên này là 4 con, 1, 2, 3, 4. Bên này là 4 con này, 1, 2, 3, 4. Nếu như để nói về cái cấu hình của chiếc âm ly này thì Xuân Đình dám khẳng định luôn các bác là nó đẳng cấp hơn so với Đà Lông 890D rất là nhiều, mà giá thành thì nó chỉ bằng một nửa. Đấy, như nên là bác nào mà muốn chơi những chiếc âm ly cấu hình khủng, giá tốt mà ghép được nhiều loa thì đây là một chiếc âm ly rất là tuyệt vời cho các bác. Không phải mà Xuân Đình bán hàng mà chém gió, mà đây nó là sự thật. Vì các bác nên lưu ý về những dòng Đà Lông mặt trắng cổ của những cái dòng này thì nó rất là hay, âm sắc tốt mà nó ghép được rất là nhiều loa Nhật, loa Mỹ, bát 2530. Dòng này nó có trở kháng là từ 4 ohm, đánh cầu loa A, B và A cộng B. Phím bật tắt nguồn, có tỉnh bát tép, khi các bác ấn cần to này thì bát tép mới có tác dụng. Đánh kể cả dòng này đánh direct nó cũng hay. Bên trên này thì là các đường vào, cũng có AUX, tuner, tap 1, tap 2 là 4 đường vào chính, phono thì dành cho đĩa than. Đấy. Có nao nớt, mô tình là ngắt tiếng, ba lăng và volume. Đấy là cái tổng quan bên ngoài. Size của nó là size 48 tính cả hồi gỗ, mặt phai nhôm còn cực kỳ là đẹp. Đấy. Nội thất bên trong thì các bác chỉ cần để ý cho Xuân Đình là những cái hòn dây đai thít này. Đấy, nguyên bụi luôn này, quay thật gần các bác có thể nhìn thấy rõ. Và trong những cái video mà Xuân Đình quay cho các bác thì đây là những video full HD, các bác có thể là chọn chế độ sắc nét nhất để các bác xem về những sản phẩm của Xuân Đình. Bán hàng và tả thật chi tiết để các bác nhìn thấy rõ luôn. Đây. Thậm chí là chưa hề thổi bụi luôn này. Đấy. Các bác thấy rõ không? Đây nó mới chính là hàng bãi. Hàng bãi là hàng cũ đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh. Nhưng toàn bộ linh kiện các bác có thể nhìn thấy rõ là nó rất là đẹp, sạch sẽ. Nhưng nó vẫn phải có bụi bẩn rồi, không thể tránh được vì đây là hàng đã qua sử dụng. Chiếc âm ly này thì công suất của nó khá là khủng, 265W, số seri của nó là 394. Đấy. Số seri này trùng luôn với số seri của một chiếc loa Chio mà vừa nãy Xuân Đình vừa đọc đây. 394, điện 100V, công suất của nó là 265W.
máy móc các cầu loa hình thức rất là đẹp. Vì Sơn Đình quay thật chi tiết kỹ càng thì tất nhiên thời gian nó hơi dài một chút, thì cũng mong các bác là những cái sản phẩm này thì nó có mức giá tiền nó khá là cao, nên các bác để ý kỹ độ chi tiết, độ đẹp của những chiếc Omri để các bác mua về sẽ hài lòng với cái sản phẩm cũng như là cách mô tả của Sơn Đình có đúng hay là sai. Đấy, rất là đẹp luôn, máy móc nguyên zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Chiếc Omri này thì Sơn Đình cũng vẫn bán một cái mức giá như cũ thôi, 9.500.000 đồng cho một chiếc Omri đời lông PMA 950, đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những dòng đời lông 780D hoặc 890D với cái cửa tiền cực kỳ là tốt, thậm chí rẻ hơn cả 7.800 mắc đôi rất là nhiều luôn. Đấy, ghép những dòng loa Nhật bass 30 nhẹ nhàng không phải nghĩ các bác nhá. Đời lông PMA 950 có mức giá là 9.500.000 đồng. Các bác có thể là mua cả bộ hoặc mua lẻ thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, chứ không nhất thiết là phải mua cả bộ. Đấy là cái cách mà Sơn Đình phối ghép để các bác biết về những dòng loa và âm ly thôi. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại các bác cứ gọi trực tiếp cho Sơn Đình 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Những sản phẩm này Sơn Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.